Nội y tạo dáng trên đường phố Italy, tối 18 tháng 9, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh cô mặc bikini hai mảnh cùng áo choàng, giày cao gót và túi hàng hiệu xuất hiện tại nước ngoài. Theo chia sẻ, đây là bộ ảnh cô vừa thực hiện tại một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng tại nước Italy. Cô không ngại diện trang phục hở bạo tại nơi đông người qua lại, thậm chí còn tự tin tạo dáng trước ống kính. Hình ảnh táo bạo liên tiếp của Ngọc Trinh nhanh chóng nhận nhiều quan tâm và bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách ăn mặc của chân dài gốc Trà Vinh khi xuất hiện trước truyền thông và tại nước ngoài, khẳng định trang phục của cô không phù hợp với hoàn cảnh nơi cô xuất hiện. Ngọc Trinh từng nhiều lần nhận chỉ trích từ dư luận vì thường xuyên xuất hiện với những trang phục hở quá đà tại các địa điểm nhạy cảm. Mặc cho các chỉ trích, cô vẫn tiếp tục công khai loạt hình ảnh với những trang phục kiệm vải. Đặc biệt, chiếc đầm kiệm vải gây tranh cãi tại Liên hoan phim Can 2019 hồi tháng 5 năm 2019 của cô vẫn khiến dư luận bàn tán nhiều tháng qua. Ngoài ra, trong chuyến du lịch tại Bali mới đây, cô tiếp tục đăng tải loạt hình ảnh bikini hở bạo, thậm chí nguy 100% khoe trọn hình thể nóng bỏng. Hành động này của Ngọc Trinh khiến nhiều người liên tưởng tới loạt ảnh mặc bikini, dắt chó đi dạo của nữ ca sĩ người Trung Phương Ngữ. Đăng tải ngày mùng 10 tháng 9 khiến dư luận trong nước và quốc tế xôn xao.